tên Trần Hồng Xuân ở Thụy Điển. Thì tại nhỏ em nó lên mạng nó sợ em nó giới thiệu. Trước đó thì răng của chị cũng hơi bị vàng, cho nên là chị cũng muốn chỉnh sửa lại cho nó trắng. Chị cũng mới quyết định đây thôi đó, không gian thoáng với lại đẹp. Form răng của chị bây giờ trắng đẹp. Chị thấy bác sĩ ở đây cũng làm việc cẩn thận, ân cần. Chị cảm ơn sự giúp đỡ của mấy em với lại bác sĩ. Cảm ơn nha khoa ăn nặc.